Như vậy, Như Lai thuyết kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn, Ngài tạo nhân Bồ Đề cho các chúng sanh đã phát tâm hoặc chưa phát tâm chỉ trừ bọn nhất xiển đà. Thiện nam tử, kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này là vô lượng vô số như vậy, không thể nghĩ bàn, chưa từng có. Nên biết rằng kinh này là vị lương y cao trỗi hơn hết, đáng tôn trọng nhất, đứng đầu trong tất cả kinh điển. Lại nữa, thiện nam tử, ví như một chiếc thuyền lớn từ bờ biển bên này lướt sang bờ biển bên kia, lại từ bờ biển bên kia trở về bờ biển bên này. Như Lai ứng cúng chánh biến tri lại cũng như vậy, Ngài nương chiếc thuyền quý Đại Thừa Đại Niết Bàn đi qua lại mà cứu độ chúng sanh. Bất kỳ ở đâu, hễ có những chúng sanh có thể cứu độ, Ngài đều khiến cho họ được thấy thân Như Lai. Vì nghĩa ấy, Như Lai được xưng là vị thuyền sư cao trỗi hơn hết. Cũng giống như khi có thuyền, tất phải có thuyền sư. Đã có thuyền sư, tất phải có những chúng sanh vượt biển. Như Lai thường trụ, hóa độ chúng sanh lại cũng như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, ví như có người ở giữa biển cả, dùng thuyền buồm vượt biển. Nếu được gió thuận, trong chốc lát có thể đi được vô số do tuần. Nếu không có gió, dù bao nhiêu năm cũng chẳng rời khỏi vị trí ban đầu. Đến lúc thuyền hư hoại, sẽ bị chìm xuống nước mà chết. Chúng sanh cũng vậy, ở giữa biển lớn sanh tử vô si, nương theo thuyền các hành. Nếu gặp được luồng gió đại bát niết bàn mạnh mẽ, ác sẽ mau tới bờ đạo pháp vô thượng. Nếu không gặp gió, ác sẽ lưu chuyển lâu dài trong vô lượng sanh tử. Rồi khi thuyền các hành tan rã, sẽ đọa vào địa ngục súc sanh ngạ quỷ. Lại nữa, thiện nam tử, ví như có những người không gặp được gió lớn, phải ở lâu giữa biển cả, bèn tự nghĩ rằng, nay chúng ta chắc phải chết tại đây. Đang khi nghĩ như vậy thì bỗng gặp luồng gió thuận, liền theo đó mà vượt biển. Họ lại nói rằng, vui thích thay, ngọn gió này thật chưa từng có, giúp chúng ta yên ổn qua khỏi được tai nạn giữa biển cả. Chúng sanh cũng vậy, ở lâu trong biển cả sanh tử ngu si, khốn khổ cùng lụy. Trong khi chưa gặp cơn gió đại niết bàn này, hẳn phải nghĩ rằng chúng ta chắc chắn sẽ phải đọa vào địa ngục súc sanh ngạ quỷ. Đang khi nghĩ như vậy thì bỗng gặp luồng gió đại thừa đại niết bàn, liền thuận theo gió mà đi vào được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mới biết là chân thật, phát sanh ý tưởng cho là kỳ lạ, khen ngợi rằng vui thích thay, chúng ta từ xưa nay chưa từng nghe thấy tạng sâu kín như thế này của Như Lai. Lúc ấy họ liền phát sanh lòng tin trong sạch đối với kinh đại niết bàn này. Lại nữa, thiện nam tử, như con rắn lột da có chết mất chăng? Bạch Thế Tôn: không, thiện nam tử, Như Lai cũng thế. Ngài dùng phương tiện thị hiện xả bỏ thân độc dữ, có thể nói rằng Như Lai là vô thường diệt mất chăng? Bạch Thế Tôn: không thể. Trong cõi Diêm Phù Đề này, Như Lai dùng phương tiện mà xả bỏ xác thân, cũng như con rắn kia lột bỏ bộ da cũ, cho nên Như Lai gọi là thường trụ. Lại nữa, thiện nam tử, ví như người thợ vàng gặp được loại vàng ròng tốt, tùy ý làm ra đủ món đồ dùng, Như Lai cũng vậy. Ở trong 25 cảnh giới hiện hữu, Ngài có thể thị hiện mọi thứ sắc thân, vì muốn giáo hóa chúng sanh vượt thoát khỏi sanh tử, cho nên Như Lai gọi là thân không giới hạn. Tuy Ngài thị hiện đủ mọi thân hình, nhưng vẫn gọi là thường trụ không biến đổi. Lại nữa, thiện nam tử, ví như cây am la và cây diêm phù mỗi năm thay đổi 3 lần, trong khi nở hoa màu sắc sáng lên rực rỡ, lúc đâm chồi lá xanh rậm rạp và mùa rụng lá lại trông giống như khô chết. Thiện nam tử, ý ông thế nào, cây ấy có thật là khô chết hay chăng? Bạch Thế Tôn: không phải. Thiện nam tử, Như Lai cũng vậy. Ở trong ba cõi, Ngài thị hiện ba loại thân, có khi sơ sinh, có lúc trưởng thành, đến lúc lại vào niết bàn. Nhưng thân Như Lai thật chẳng phải là vô thường. Bồ Tát Ca Diếp khen rằng, lành thay, đúng như lời Phật dạy, Như Lai là thường trụ không hề biến đổi. Thiện nam tử, lời sâu kín của Như Lai rất sâu xa, khó hiểu. Ví như vị đại vương bảo quần thần đem tiên đà bà đến đây, chỉ một tiếng tiên đà bà mà có bốn nghĩa: một là muối, hai là cái bát, ba là nước, bốn là ngựa. Bốn món ấy đều gọi cùng một tên. Vị quan có trí tuệ khéo hiểu được tiếng ấy. Như khi vua tắm rửa gọi tiên đà bà thì dâng nước, như khi vua dùng cơm gọi tiên đà bà thì dâng muối, khi vua ăn xong muốn uống nước gọi tiên đà bà thì dâng bát, khi vua muốn dạo chơi gọi tiên đà bà thì dâng ngựa. Như vậy vị quan có trí tuệ khéo hiểu được bốn cách nói sâu kín của đại vương. Kinh Đại Thừa này cũng vậy, có đủ bốn lẽ vô thường. Vị quan Đại Thừa có trí tuệ phải khéo hiểu được bốn lẽ ấy. Như khi Phật ra đời vì chúng sanh thuyết giảng niết bàn của Như Lai, người có trí tuệ nên biết rằng đó là Như Lai vì những kẻ chấp lễ thường còn, nên mới thuyết dạy tư tưởng vô thường, khiến các vị tỳ kheo tu tập phép quán tưởng vô thường. Hoặc khi Phật lại dạy
chánh pháp sắp diệt. Người có trí tuệ nên biết rằng đó là Như Lai vì những kẻ chấp lẽ vui thú, nên thuyết dạy tư tưởng khổ, khiến các vị tỳ kheo thường tu phép quán khổ. Hoặc khi Phật lại dạy, nay ta bệnh khổ, chúng tăng bị phá hoại. Người có trí tuệ nên biết rằng đó là Như Lai vì những kẻ chấp ngã, nên thuyết dạy tư tưởng vô ngã, khiến các vị tỳ kheo tu tập phép quán vô ngã. Hoặc khi Phật lại dạy, cái gọi là không, đó chính là giải thoát chân chánh. Người có trí tuệ nên biết rằng đó là Như Lai. Nói giải thoát chân chánh không có 25 cảnh giới hiện hữu, khiến các vị tỳ kheo tu học phép quán không. Vì nghĩa ấy, giải thoát chân chánh gọi là không, cũng gọi là chẳng động. Gọi là chẳng động, đó là trong giải thoát không có khổ não. Cho nên chẳng động tức là giải thoát chân chánh không có hình tướng. Gọi là không có hình tướng, nghĩa là không có các loại hình sắc, âm thanh, hương vị, xúc cảm. Cho nên gọi là không hình tướng, giải thoát chân chánh thường tồn không biến đổi. Trong giải thoát ấy không có sự vô thường, nóng bức biến đổi. Cho nên giải thoát chân chánh gọi là thường trụ, không biến đổi, trong mát. Có khi Phật lại dạy, tất cả chúng sanh đều có tánh Như Lai. Người có trí tuệ nên biết rằng đó là Như Lai thuyết dạy pháp thường tồn, khiến các vị tỳ kheo tu pháp thường chân chánh. Nếu các vị tỳ kheo có thể thuận theo đó mà tu học, nên biết rằng những người ấy thật là đệ tử của ta, khéo biết rõ tạng sâu kín của Như Lai, như vị quan có trí tuệ của đại vương kia hiểu rõ được ý vua. Thiện nam tử, như vị vua kia còn có lời sâu kín, hướng chư Như Lai lại chẳng có sao. Thiện nam tử, cho nên giáo pháp sâu kín của Như Lai thật khó rõ biết được. Chỉ những người có trí tuệ mới có thể hiểu được pháp Phật rất thâm sâu, chẳng phải hàng phàm phu ở thế gian có thể đủ sức tin nhận. Lại nữa, thiện nam tử, ví như cây Balasa, cây Kanika, cây Athuka, gặp khi nắng hạn chẳng xanh hoa trái, cho đến các loài vật khác trên cạn dưới nước cũng đều khô héo xác xơ, không được thấm nhuần ướt át, không thể tăng trưởng. Tất cả các loại cây thuốc đều không còn hiệu nghiệm. Thiện nam tử, kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy, sau khi ta diệt độ, nếu có những chúng sanh không chịu cung kính thì kinh này không có oai đức. Vì sao vậy? Vì các chúng sanh ấy không biết được tạng sâu kín của Như Lai. Vì sao vậy? Vì các chúng sanh ấy kém phước đức. Lại nữa, thiện nam tử, khi chánh pháp Như Lai sắp diệt mất, bấy giờ sẽ có nhiều tỳ kheo làm điều xấu ác, không rõ biết tạng sâu kín của Như Lai, lười nhác, chậm chạp, không thể đọc tụng tuyên dương phân biệt chánh pháp của Như Lai. Ví như kẻ trộm cướp ngu si, vớt bỏ những món quý báu, lại đi gánh vác cỏ rơm, vì họ chẳng hiểu tạng sâu kín của Như Lai, cho nên đối với kinh này, lười nhác chẳng siêng năng, thật nguy hiểm, đáng thương thay, đời vị Lai đáng lo sợ thay, khổ thay cho chúng sanh, không siêng năng, nghe và thọ trì kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này, chỉ có các vị Đại Bồ Tát mới có thể đối với kinh này nắm được nghĩa lý chân thật, không trói buộc nơi văn tự, tùy thuận không trái nghịch vì chúng sanh mà thuyết giảng. Lại nữa, thiện nam tử, ví như cô gái chăn bò kia muốn bán sữa vì tham lợi nên thêm vào 2 phần nước rồi bán cho cô chăn bò khác. Cô này mua được sữa rồi lại thêm vào 2 phần nước nữa đem bán cho một cô gái ở gần thành. Mua sữa rồi, cô gái ở gần thành lại thêm vào 2 phần nước rồi đem bán cho cô gái ở trong thành. Cô gái ở trong thành mua sữa rồi lại thêm vào 2 phần nước kế đem ra chợ bán. Lúc ấy có một người cưới vợ cho con cần loại sữa tốt để đãi khách, liền đến chợ để mua, nhưng cô gái bán sữa ấy đòi giá đắt hơn gấp nhiều lần. Người ấy nói rằng sữa của cô pha nhiều nước chẳng đúng như lời hứa của cô, nhưng ngày hôm nay tôi cần đãi khách nên mới mua. Người ấy nhận lấy sữa về nhà nấu thành món cháo sữa nhưng nếm chẳng có vị sữa. Tuy chẳng có vị sữa nhưng so với vị đắng thì vẫn hơn cả nghìn lần. Vì sao vậy? Vì vị sữa là hơn hết trong tất cả các mùi vị. Thiện nam tử, sau khi ta vào Niết Bàn, lúc chánh pháp chưa dứt, còn khoảng 80 năm, bấy giờ cõi Diêm Phủ Đà, kinh này sẽ được lưu truyền khắp nơi. Lúc ấy có những tỷ kheo xấu ác, cướp lấy kinh này rồi chia ra nhiều phần có thể làm mất đi màu sắc hương thơm và vị ngon của chánh pháp. Những kẻ xấu ác ấy tuy cũng đọc tụng kinh điển này, nhưng làm mất đi nghĩa lý cốt yếu sâu kín của Như Lai, đưa vào những lời lẽ hoa mỹ vô nghĩa của thế gian. Họ chép đoạn trước ra sau, đoạn sau ra trước, rồi lại chép đoạn trước và đoạn sau vào giữa, chép đoạn giữa vào nơi đoạn trước và đoạn sau. Nên biết rằng các tỷ kheo xấu ấy là bạn hữu của ma, họ thâu nhận và chứa chữ mọi vật bất tịnh, nói rằng Như Lai có cho phép tôi chứa chữ tất cả. Như cô gái chăn bò kia pha thêm nhiều nước vào sữa, các tỷ kheo xấu ác cũng vậy, họ pha lẫn những lời thế tục làm sai lầm ý nghĩa kinh này,
khiến nhiều chúng sanh chẳng nhận được sự thuyết dạy chân chánh, chẳng có được bản chép kinh chân chánh, cũng chẳng được nhận giữ kinh này một cách chân chánh để tôn trọng ngợi khen cúng dường cung kính. Các tỳ kheo xấu ác ấy vì lợi dưỡng nên không thể truyền bá lưu hành kinh này một cách rộng rãi. Chỗ truyền bá lưu hành của họ thật quá ít ỏi không đáng kể. Như cô gái chăn bò nghèo khổ kia bán sữa qua nhiều người cho đến khi nấu thành cháo thì chẳng còn mùi vị của sữa. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy, lưu truyền nhiều nơi mà trở nên mỏng manh nhạt nhẽo, chẳng còn khí vị. Tuy chẳng còn khí vị nhưng vẫn còn hơn các kinh khác cả nghìn lần, cũng như mùi vị sữa kia so với vị đắng vẫn còn hơn cả ngàn lần. Vì sao vậy? Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này so với kinh điển của Thanh Văn là bậc cao trỗi, cũng như sữa bò là vị thơm ngon hơn hết trong tất cả các mùi vị. Vì nghĩa ấy nên gọi kinh này là Đại Niết Bàn. Lại nữa, thiện nam tử, tất cả mọi người ai cũng cầu được làm thân nam tử. Vì sao vậy? Vì tất cả người nữ đều phải chịu mọi sự xấu kém. Lại nữa, thiện nam tử, ví như nước tiểu của con muỗi thì không thể làm cho khắp cõi đất này thấm ướt. Lòng dục khó thỏa của người nữ cũng giống như vậy. Ví như măng hết thảy cõi đất này vo lại thành những viên nhỏ như hạt cải. Với số đàn ông nhiều như số hạt cải ấy, cùng ăn nằm với một người đàn bà cũng không thể đủ. Giả sử đàn ông nhiều đến như số các sông Hằng, cùng làm việc dâm dục với một người đàn bà cũng không thể đủ. Thiện nam tử, ví như biển cả, hết thảy nước mưa trên trời đổ xuống và nước ở trong sông đều chảy dồn về, nhưng biển vẫn chưa từng đầy tràn. Người đàn bà cũng thế, ví như tất cả loài người đều là đàn ông, cùng ăn nằm với một người đàn bà cũng vẫn không đủ. Lại nữa, thiện nam tử, như cây Athuka, cây Ba Chá La, cây Kanika đến mùa xuân trổ hoa, loài ong đến hút lấy hết vị tinh tế trong sắc đẹp và hương thơm của các hoa ấy, nhưng vẫn không biết chán. Người đàn bà ham muốn đàn ông cũng như thế, chẳng hề biết chán.